Đừng nói hơn. Cũng dư. Nè, này giặt ra sao nè, bỏ bớt này nè. Là lên tới khúc này là chuẩn rồi nè. Nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Vậy là cắt tàng này chứ. Hả? Không có, dư tàng này nè. Dư tàng đó cắt hả? À, nếu mà mình chơi mình kéo qua một dây bỏ tăng bên kia, nhưng mà đúng là cái này chơi cái cao vàng thì họ đánh cái tàng rộng ra, còn nếu chơi bonsai là cái tàng là phải rút vô cạnh nó ra đây, tàng rút dịch này, đúng không? Đó. Cái này kê chơi theo gọi là kiển dân gian tứ diện, cái này bẻ qua đây thì cắt cái này bỏ nè. Đó. Cái này trùng chi, gọi là trùng chi phải không? Dư, nó dư. Cái này thường mà anh hả? Cái này thường. Cái này là kiển cổ phải không? Nó... Cái này lá trung mà da đen. À. Là có loại lá trung mà da trắng thì nó rẻ hơn, giá trị thấp hơn. Nâu nâu mà. Chi vậy? Chơi hả? Nâu. Thôi đi ông chăn gì? Để bữa nào qua tôi cho con cây. Một bầy cho lá đen. Nâu luôn. Dạ ở đây bự không à. Dù này lâu lắm rồi. Tại ông này ông đâm cái trồng mấy chục năm rồi mà chưa hết thu hoạch vậy. Trồng mấy chục năm chưa thu hoạch. Mấy cây nhỏ nhỏ là thu hoạch không á. Dạ. Là bứng cây lớn lên rồi đi rồi đó là trồng cây nhỏ đúng không? Đúng rồi. Ở đây người ta xuống người ta lấy nhiều lắm, mấy nhà vườn xuống lấy đông lắm. Con này xanh á anh? Xanh nó có giá trị cao không anh? Nó mà xanh ở ngoài Bắc á, cái lá này. Xanh Nam Điện hả? Đẹp hơn. Xanh Nam Điện nó cho bám đá rồi phải không? Nó đẹp hơn, giá trị nó cao. Còn cái này mình chơi xanh này thì cái dạng này là xanh vườn. Tàn thấy không quan trọng. Sợ nó lắm rồi. Biết làm sao? Nó xả rác nữa lắm. Bông rác, lá. Lá cũng sung người ta sợ lắm. Cái này em để vườn đây là lá nó đủ chơi kiển cổ không? Đơn giản. Lý do là sức sống của nó yếu, cái cành cột của nó bị teo lại đó. Ổ lá nó dày thì nó được, nó có đủ. Nhưng mà ở đây có cái sứ nè. Sứ ở đây nó không có trồng đây chơi thôi à. Dạ. Cũng có bán chứ. Chút xíu anh cho anh coi. Cái này cái gì mà khu queo. Khu queo muốn chết làm sao mà. Hả? Bổ ơi. Đây có cây gì nè. Cây này cái gì? Bằng lăng chắc phải không? Bằng lăng hả? Bằng lăng quá. Để hỏi bổ. Ông bổ chuyên gia gì. Cái này cái gì vậy anh? Cái này cái gì nữa bổ? Nói chứ còn gì nữa, bằng lăng đá chứ còn gì nữa. Cũng có giống quý hả? Mà cái lá này nó hơi bị còi chút nè. Cây này giờ thì cũng già lắm mà mì đang phá dữ rồi. Nó già lắm rồi anh. Lâu quá được nè. Cây ra cây gừa à. Cái già quá phải không ạ? Cái này da nhật. Da nhật. Cái da nhật. Già rồi đó, tình trạng nó coi như là suy à. Nó đang
lý do nó thì lý sao không đôn rễ lên cao quá à. Cái lục chơi bonsai là không được nhìn xuyên thấu qua qua rễ, để là tránh trường hợp xuống đôn rễ quá cao nó bị nắng nóng nó làm hư rễ. Dạ. Để nếu cây này đưa vô bonsai là phải đắp đất lên tới ngang đây nè. Yeah. Để cây mo lên ôm lấy lấy cái bằng đá. À, cây mai này ông chờ lắp đất vô nè phải không? Nên bỏ ra chứ trong chậu á, trong chậu bể kìa. Ừ thì trong chậu bể giờ ông chờ lắp đất cái bể nè. Cây chuông quýt nha. Cây chuông quýt này cũng phải vài chục năm. Bể trái ăn cũng ngon chứ. Nó thế nó gắt gắt gỗ á. Kim quýt này cũng tới gốc nó cũng nằm ở trong gốc rồi. Bởi vậy tôi thấy là vô cái cục đó lên trên nó cơm quýt này nó tan lọ. Chưa kể kim quýt nó lách nó tức là lúc nào cũng vậy á, cái đáy của cái cây cái phần mà gọi là cái cổ của cái đuôi chuột á là nó phải kín đất ở dưới. Đó. Cái rễ là mình đôn lên là tới cỡ này thôi là đẹp rồi, không cần đôn cao, đôn cao quá trên này cái phần đế nó tan nhất là vi trên nó tịnh nó phá thế nó hư. Cái này ông uống như cây này mà chơi bonsai là về cứa cổ ngang đây luôn, cứa làm từ đầu luôn. Làm từ đầu tàu tán lại phần xa là phải vậy chứ sao giờ. Mà để cái tán trên này càng cao thì cái bộ đế này càng chết nữa. Nó nào ở trên ở dưới nó lầy luôn, đèo rồi. Phải quá luôn. Cái gốc mai đã. Mất cần đỡ. Đó, nếu mà nó nổi cỡ như vậy là lý tưởng nè. Đó, vậy thôi, đừng cho. Bởi vì mình nuôi tham vọng cao quá thì thất vọng cơ càng lớn. Bộ đế nổi lên vậy là nó dạo vòng vòng chổng đi anh, dạo vòng vòng tham quan cái gì. Alo nghe. Cây này thường không anh? Cây này thường phải không? Gốc nguyên liệu nếu mà gốc mà đẹp á, cái này nè cái độ lắc nó hơi gắt chút nữa. À. Ừ. Để mình lấy cái đường lượng lên nó có chiều sâu hơn. Giờ mình đi vô. Cái này nó cũng không công mà nó hơi lơi. Ngày hôm nay anh Đức và các bạn của anh Đức từ Sài Gòn xuống. Tôi dẫn các anh chị đi xem bonsai với lại kiển cổ với bùn xứ. Trước em nói bao nhiêu á? Cũng trong cái chân nhỏ được thằng tài khó lắm á.